Này thiện hiện, đây là việc khó khăn của Đại Bồ Tát, đó là tuy quán tất cả pháp đều là tướng tịch diệt, nhưng tâm không chìm đắm trong nghĩ thế này, ta đối với pháp ấy hiện đẳng giác rồi, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị pháp vi diệu tịch diệt như vậy. Này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát vì muốn tạo con đường rốt giáo cho thế gian nên phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn tại sao Đại Bồ Tát vì muốn tạo cù lao cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột? Phật dạy này thiện hiện thí như ở trong biển cả sông ngòi lớn nhỏ, có chỗ nhô cao lên khỏi mặt nước, có thể ở được thì gọi đó là củ lao. Này thiện hiện cũng vậy, khoảng trước sau của sắc đều dứt, khoảng trước sau của thọ tưởng hành thức đều dứt, khoảng trước sau của nhãn xứ đều dứt, khoảng trước sau của nhĩ tĩ thể thân ý xứ đều dứt, khoảng trước sau của sắc xứ đều dứt, khoảng trước sau của thanh hương vị xúc pháp xứ đều dứt, khoảng trước sau của nhãn giới đều dứt, khoảng trước sau của sắc giới nhãn thức giới và nhãn xúc, cũng các thọ do nhãn xúc làm xuyên sanh ra đều dứt, khoảng trước sau của nhĩ giới đều dứt khoảng trước sau của thanh giới nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra đều dứt khoảng trước sau của tĩ giới đều dứt khoảng trước sau của hương giới tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra đều dứt khoảng trước sau của thiệt giới đều dứt khoảng trước sau của vị giới thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra đều dứt khoảng trước sau của thân giới đều dứt khoảng trước sau của xúc giới thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra đều dứt khoảng trước sau của ý giới đều dứt khoảng trước sau của pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra đều dứt khoảng trước sau của địa giới đều dứt, khoảng trước sau của thủy hỏa phong không thức giới đều dứt, khoảng trước sau của vô minh đều dứt, khoảng trước sau của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não đều dứt, khoảng trước sau của bố thí ba la mật đa đều dứt, khoảng trước sau của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa đều dứt. Khoảng trước sau của Pháp không nội đều dứt, bảng trước sau của pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh đều dứt